Một vài con nước trở lại đây, tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, ngư dân phấn khởi vì khai thác trúng mùa lại bán được giá cao. Tuy nhiên thì niềm vui chưa được bao lâu thì chủ vựa thu mua nợ tiền ngư dân rồi bỏ đi biệt tăm. Trong khi đó, đa số các giao dịch mua bán chỉ bằng miệng hoặc biên nhận viết tay, đang đẩy nhiều người vào cảnh giờ khóc giờ mếu. Ông Đoàn Quốc Lượm, ngụ khóm 2, thị trấn Sông Đốc, là một trong số những nạn nhân của chủ vựa thu mua hải sản Tấn Thành với tổng số tiền trên 260 triệu đồng. Tuy nhiên, vợ chồng chủ vựa là ông Bùi Minh Phố và bà Diệp Kiều Nam chỉ trả hơn một nửa rồi biệt tăm không rõ. Liên hệ anh Phố là cúp máy luôn, cho nên tới thời điểm này là không liên hệ được. Mà nhà bển thì cũng đang đóng cửa, ghe thì đậu không có chạy. Rồi trong đó tôi liên hệ ba số, rồi lúc trước thì liên hệ để buôn bán là không có số nào liên hệ được hết. Cho nên tôi mới làm cái đơn để trình báo cho công an của thị trấn, cho nhà công an thị trấn thì giúp đỡ. Theo chính quyền địa phương, đã tiếp nhận 17 đơn trình báo bị chủ vựa Tấn Thành chưa thanh toán tiền với số tiền hơn 3 tỷ đồng và hàng tỷ đồng tiền thuế chấp nhà ghe khác. Theo dư luận, hiện hai vợ chồng chủ vựa Tấn Thành còn nợ tiền thu mua thủy sản của rất nhiều người nhưng chưa nộp đơn trình báo. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngư dân và các chủ vựa chỉ giao dịch mua bán bằng miệng hoặc phiếu biên nhận sơ sài mà không có sự ràng buộc nào về mặt pháp lý. Chính vì thế, khi rủi ro xảy ra, rất khó khăn cho cơ quan chức năng lấy lại công bằng cho các nạn nhân.